Bộ luật lao động hiện hành quy định số giờ làm thêm tối đa của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường một ngày, 30 giờ một tháng và tổng số không quá 200 giờ một năm. Trên thực tế, các doanh nghiệp dệt may, da giày, chế biến thủy sản, lắp ráp linh kiện điện tử thường phải tổ chức làm thêm giờ trong những tháng cao điểm để hoàn thành tiến độ đơn hàng, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật trong nước về giới hạn làm thêm giờ trong khi chưa vi phạm tiêu chuẩn của nhãn hàng. Để khắc phục những tác động tiêu cực về làm thêm giờ và bảo đảm sức khỏe trước mắt cũng như lâu dài cho người lao động, dự thảo Bộ luật Lao động quy định nguyên tắc chỉ khi được người lao động đồng ý thì mới được huy động làm thêm giờ, đảm bảo số giờ làm thêm trong một ngày không quá 50% số giờ làm việc bình thường. Thời gian làm thêm giờ, tiền lương làm thêm giờ phải cao hơn tiền lương giờ làm việc tiêu chuẩn. Ngoài ra, dự thảo bổ sung quy định việc trả lương lũy tiến cao hơn mức trên thì do hai bên thỏa thuận.